Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 11, chuyện tốt. Cho dù tính cách của Tần Hoan có cứng cỏi thì sự xuất hiện bất thình lình của nam nhân này cũng khiến cho nàng hoảng sợ. Dường như nam nhân này cũng không ngờ Tần Hoan sẽ quay người lại đây nên cũng hơi giật mình, nhưng hắn chẳng có chút ngại ngùng nào của người nhìn lén bị phát hiện cả, hắn cười càng to hơn, đùa cợt nói. À, bị cửu muội muội phát hiện rồi. Nam nhân nói xong rồi bước tiến về phía trước, lúc này tần hoan mới phát hiện khuôn mặt hắn là trời sinh đã mang ý cười. Hắn có đôi mắt đào hoa vừa dài vừa cong, cho dù có không nói gì thì cũng làm cho người ta cảm giác hắn đang cười. Nhưng dưới ánh sáng âm u này, nụ cười của hắn lại khiến tần hoan cảm thấy vừa dối trá vừa man dở vóc người nam nhân vừa cao vừa gầy y phục trên người được làm bằng nguyên liệu tinh tế nên rất quý giá mà vừa rồi hắn mới vừa nói cửu muội muội chấm tần hoan nhăn chán suy đoán người này là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia của tần phủ đây đang yên đang lành sao hắn lại mò vào rừng trúc này làm gì hắn đứng ở chỗ phía sau bên phải nàng nghĩa là hắn đi theo nàng vào hay là ngay từ đầu hắn đã ở đây nghĩ đến người giết cửu tiểu thư chính là một nam nhân thì ngay lập tức tần hoan có tâm lý cảnh giác nàng chậm rãi bước lùi về sau nửa bước nam nhân sắc bén phát hiện động tác của nàng hắn cười nhạo một tiếng rồi lại tiếp tục đến gần nàng trong đôi mắt đào hoa kia ánh lên vẻ chế nhạo cùng một chút khinh thường cửu muội muội sợ ta sao nghe nói muội bị lục muội muội đẩy xuống hồ nhị ca lại rất lo lắng cho muội đó nhị ca đây là nhị thiếu gia của Tần phủ Tần Lệ. Tần Lệ bước đến càng lúc càng gần, đến lúc nhìn thấy rõ dung mạo của Tần Hoan, đáy mắt hắn hơi dao động. Mấy ngày không gặp, cửu muội muội lại đẹp hơn rồi, càng ngày càng tươi đẹp động lòng người. Nghe nói muội bị bệnh, đã khỏi chưa? Tần Hoan thu lại tầm mắt, lui về sau một bước. Đã khỏi hẳn rồi. Tần Lệ cười cực kỳ vui mừng. Dường như hắn cực kỳ hài lòng với vẻ khẩn trương và lo lắng của tần hoan khi gặp hắn. Thật sự đã khỏi rồi à? Ngừng đầu lên, để nhị ca nhìn lại cho gió. Tần lệ nói xong, giơ tay về hướng cầm tần hoan. Tần hoan nhanh chóng lùi về sau một bước, ngừng đầu lên nhìn chằm chằm vào tần lệ. Hắn bị ánh mắt sắc bén của nàng quét đến liền khựng lại, trong lòng cũng hơi run run. Không đúng, cảm giác này không đúng chút nào ánh mắt lạnh lẽo này căn bản không phải của cửu muội muội trước đây vẫn mặc cho hắn trêu đùa tần lệ quan sát tần hoan từ trên xuống dưới bóng dáng tần hoan cô độc yên tĩnh nàng vẫn là tần hoan trước kia vừa gầy yếu lại xinh đẹp kiểu nữ nhân như thế này rất dễ gợi lên cảm giác thương tiếc cho nam nhân có lẽ tần hoan trước đây luôn trầm lặng rụt rè lại nhát gan những tính cách này nếu rơi vào trong mắt nam nhân ban đầu có thể sẽ có một chút cảm giác mới mẻ nhưng lâu ngày sẽ khiến người ta thấy cực kỳ chán ghét nhưng tần hoan lúc này lại không giống trước kia ở nàng toát ra một khí thế cao ngạo và nghiêm nghị không thể xâm phạm điều này ngay lập tức khiến cho nàng cao quý hẳn lên tần hoan như thế này thực sự đã khiến cho một tên cao thủ đã kinh qua vô số nữ tử như hắn phải nhộn nhạo say mê Tần Lệ bận si tâm vọng tường thì Tần Hoan cũng quan sát biểu cảm của Tần Lệ. Trời sinh khuôn mặt Tần Lệ mang theo nét cười, ánh mắt cũng lẳng lơ, khi hắn bắt gặp nàng cũng không thấy có chút hung ý hay nghi vấn nào. Nếu hắn là hung thủ, chẳng lẽ hắn không nghi ngờ vì sao nàng lại đến rừng trúc này sao? Tần Hoan nhớ rất rõ ràng, lúc nàng tỉnh dậy thì trên người không có bất cứ vết thương nào ở chỗ ái muội có thể thấy được hung thủ giết người không phải vì tình vì sắc. Thế nhưng vì sao Tần Lệ lại trùng hợp xuất hiện ở trong rừng trúc? Cửu muội muội sao lại phòng bị nhị ca như vậy? Nghe nói sau lần đó thì cửu muội muội không nhớ được chuyện trước kia nữa hả? Ngày trước nhị ca đối xử với cửu muội muội rất tốt, muội quên rồi sao? Nhị ca thật sự đau lòng đó vốn muốn đến thăm cửu muội muội từ sớm rồi nhưng tổ mẫu hạ lệnh không cho bọn ta đến hậu viện. Tần lệ thu tay lại, giọng nói hơi nghẹn ngào, nhưng do cái nét mặt trời sinh của hắn khiến cho biểu cảm lúc này càng nhìn càng giống đang diễn cho. Tần hoan khẽ chép miệng, xem ra hôm nay không phải thời cơ tốt để điều tra chân tướng. Đa tả nhị ca đã nhớ đến, tần hoan còn có việc, xin cáo lui trước. Tần hoan quyết định rất nhanh, nói xong liền cất bước đi ra khỏi rừng trúc, nhưng nàng mới đi được nửa bước đã bị tần lệ giơ tay lên ngăn lại. Tần lệ cười tít mắt nhìn nàng. Cửu muội muội đi vội vàng như vậy sao? Nhị ca thấy ngươi lúc ở hồ sen lấy cớ đuổi phục linh đi, muội một thân một mình cố tình chạy đến rừng trúc này làm gì? Nói xong câu đó lại nói nhỏ. Chẳng lẽ muội không biết chỗ này có mà à? Tần hoan nheo mắt, người này đúng là đi theo nàng vào đây. Nếu chỗ này có ma thì nhị ca cũng nên ra khỏi đây nhanh lên. Tần Hoan nói xong định đi vòng qua Tần Lệ, thế nhưng hắn cũng cố tình bước sang, kiên quyết không cho Tần Hoan rời đi. Cửu muội muội có bí mật gì thế? Nếu hôm nay cửu muội muội không nói thì Nhị ca sẽ không thả cho muội đi. Tần Hoan trừng mắt tức giận. Ngươi, Nhị thiếu gia ở trong này làm gì? Tần Hoan mới nói được một chữ thì có tiếng quát lanh lảnh vang lên. Nàng quay sang hướng phát ra âm thanh, nơi đó là ở lối vào rừng trúc phục linh đang đứng đó cùng một nữ tử áo vàng tần hoan mơ hồ cảm thấy nữ tử này có hơi quen quen nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp nàng ta ở đâu vừa nghe thấy giọng nói này sống lưng tần lệ liền cứng đờ sau đó thu về xoay người lại là thái hà hà sao ngươi lại đến đây tần lệ lên tiếng nhưng giọng nói khác hoàn toàn lúc nãy Mặc dù ngự khí vẫn ra vẻ đùa đùa cợt cợt thế nhưng có thể nhận ra chút căng thẳng. Cô nương áo vàng tên là Thái Hà kia hơi mỉm cười vừa lễ phép vừa xa cách, cực kỳ đúng mực. Thái Hà đương nhiên không rảnh rỗi như nhị thiếu gia, Thái Hà phụ mệnh lão phu nhân đi mời cửu tiểu thư đến Phật đường một chuyến. Lão phu nhân, đáy lòng tần hoan bừng sáng, nàng nhớ ra rồi. Ngày đó lúc tỉnh lại nhìn thấy tưởng thị, người đứng ở gần tưởng thị nhất không phải là lâm thị, mà chính là vị thái hà này. Tổ mẫu Tần lệ hơi kinh ngạc, quay qua nghi nghi hoặc hoặc nhìn tần hoan cười nhạo một tiếng rồi hậm hực. Nếu là mệnh lệnh của tổ mẫu thì cử muội muội người mau đi đi, huynh muội chúng ta ngày khác lại bàn tiếp. Lời này vừa nói ra thì tần hoan đã đi về phía lối ra, lúc nàng đi đến cửa liền bị phục linh túm chặt lấy. Sao tiểu thư lại đến chỗ này? sao có thể sao có thể lại cùng với nhị thiếu gia phục linh cực kỳ căng thẳng cũng nhìn ra được phục linh rất phòng bị và chán ghét tần lệ tần hoan cầm tay phục linh trần an sau đó nhìn về phía thái hà phục linh ngơ ngác nói tiểu thư vừa rồi thái hà tỉ tỉ đến tìm người nói là lão phu nhân có dặn dò lúc này thái hà mới mỉm cười đối diện với tần hoan thì nụ cười của nàng trở lên thân thiện hơn rất nhiều. Cầu tiểu thư, lão phu nhân mời người đi một chuyến đến Phật đường. Đương nhiên tưởng thị không vô duyên vô cớ mà tìm nàng. Vì chuyện nàng xuất phủ. Hay vì chuyện nàng kéo tần xương xuống hồ. Nhưng mà sự việc đã diễn ra được mấy ngày rồi, sao đến tận hôm nay mới tìm nàng. Phục Linh bên cạnh cũng thấp thỏm lo lắng, không nhịn được nói. Thái Hà tỷ tỷ, lão phu nhân muốn. Thấy chủ tớ các nàng đều hơi lo sợ, Thái Hà che miệng cười. Cầu tiểu thư đừng hoảng, đây là chuyện tốt. Chương 12, tiệp mời. Tiểu thư, người có còn nhớ không? Thái Hà tỷ tỷ là tỷ nữ thiếp thân của lão phu nhân, tuy gọi là tỷ nữ nhưng thực tế chính là quản gia trong nội viện, ngay cả phu nhân cũng phải có chút nể mặt nàng. Chút nữa người đi vào Phật đường nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tỷ ấy mặc dù thái hà nói là chuyện tốt nhưng phục linh vẫn cực kỳ bất an vừa đi vừa khẽ dặn dò tần hoan tần hoan nhìn về phía thái hà đang dẫn đường ở phía trước ánh mắt hơi thâm trầm dáng người thái hà cao gầy da trắng môi hồng rất xinh đẹp nàng mặc váy áo màu vàng rất đơn giản mộc mạc khí chất toàn thân lại không giống với hạ nhân thậm chí có chốt phong cách của chủ tử ngay cả tần lệ ban nãy cũng hơi e sợ nàng có điều nàng trông chỉ mới 17 đến 18 tuổi, con trẻ như vậy, dựa vào đâu lại được tường thị ủy thác trọng trách như vậy. Tần phủ sản nghiệp to lớn, những điều tần hoan chứng kiến mấy ngày hôm nay chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm, chỉ một tỷ nữ quản sự thôi cũng không phải người đơn giản rồi. Điều này cho thấy vị tam phòng đương gia lão phu nhân tường thị này thâm sâu khó lường đến mức nào. Nhớ lại ngày nhìn thấy tường thị, tần hoan liền thấp thỏm lo lắng. Năm đó lúc cửu tiểu thư mới đến Cẩm Châu, đi đến Phật đường cũng không nhớ được đường. Ngay phía trước là đến rồi. Đi được một lúc đột nhiên Thái Hà quay đầu lại nói chuyện. Thần Thái nàng rất thân thiện, giọng nói lại dịu dàng, uyển chuyển, nét mặt tươi cười giống hệt như tiểu muội nhà bên. Nàng như vậy cũng khiến Tần Hoan không tự chủ được mà buông lòng cảnh giác. Thế nhưng Tần Hoan cũng chưa từng quên, vừa rồi lúc ở rừng trúc nàng ta có quát nhẹ Tần Lệ trong giọng nói còn có chút sắc bén. Tần Hoan không dám khinh suất, khẽ gật đầu. "Cảm ơn." Nô tỳ không dám nhận. Thái Hà hơi ngừng lại, sau đó lại nói: "Tính tình nhị thiếu gia hơi ngang ngạnh, lão phu nhân cũng cực kỳ phiền muộn về ngày ấy. Sau này cửu tiểu thư đừng quá thân cận với ngày ấy." Tần Hoan nghe thế cũng cảm thấy hơi ấm lòng. Tần Lệ hành sự tùy tiện, đương nhiên nàng sẽ phòng bị hắn. Đường đến Phật đường xa hơn so với tần hoan nghĩ, xuất phát từ rừng trúc, đi qua hồ sen thẳng xuống phía nam, đến bên cạnh hồ bán nguyệt, rồi sau đó lại rẽ về hướng đông nam, trên đường đi ngang qua vài chục cái đỉnh đài lầu các, tất cả giường cột đều được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Đi theo con đường hẻo lánh dẫn đến tiền viện, không tránh khỏi đụng độ rất nhiều đầy tớ mọi người nhìn thấy Thái Hà dẫn theo Tần Hoan thì ai cũng kinh ngạc. Tần Hoan cũng đoán được đa phần mọi người ở đây là không thể tin được tường thị sẽ chịu kiến nàng. Đến rồi, Phục Linh chờ ở bên ngoài, mời cửu tiểu thư vào trong cùng với nô tỳ. Đi dọc theo con đường yên tĩnh, đến cuối đường có vài cây cổ tùng cao chọc trời xuất hiện trước mắt Tần Hoan, bên dưới tảng cây là một tiểu viện trông giống như tòa tháp cổ kèm theo khói hương đứng lặng lặng trang nghiêm. Phục Linh đáp lời, Tần Hoan đi theo Thái Hà vào trong viện. Bên ngoài thì nhìn giống tháp cổ, nhưng khi vừa bước qua cửa viện đã gặp nào là phong lan, quế chi, cùng với hoa sen, bên cạnh lại có dây mây xanh ngướt mọc kín cả bức tường đầu hồi, khiến cho nơi này tràn ngập sức sống, cũng xua tan được phần nào bầu không khí nghiêm túc cứng nhắc ở chỗ này. Đây là một tiểu viện có hai gian, gian phía trước dùng để đại khách gian phía sau là Phật đường và chỗ nghỉ ngơi của tưởng thị. Ngoài cửa phòng có một tiểu thị nữ đang vội vàng treo manh cửa lên, Tần Hoan đi cùng với Thái Hà đến đây, nhưng nàng còn chưa kịp đến gần, đã nghe được tiếng Tần Sương nói chuyện oang oang trong phòng. Dựa vào cái gì mà dẫn nàng ta đi theo? Cái thứ như nàng ta đi chỉ khiến cho Tần Phủ chúng ta mất mặt. Sương Nhi, không được ăn nói lung tung, thiệp mời đã đưa đến rồi, sao có thể không đi được? Tổ mẫu, mẫu thân, cứ tùy tiện mà bịa ra một lý do không được sao? Đang Yên đang lành vì sao An Dương hầu phủ lại đặc biệt mời nàng ta đến? Chẳng lẽ chuyện kia đã truyền ra ngoài rồi nên An Dương hầu phủ muốn xem trò cười của chúng ta hay sao? Nói bậy, An Dương hầu phủ là nhà nào? Bọn họ lại có thứ suy nghĩ này sao? Tần Hoan nghe được loáng thoáng, thiệp mời, An Dương hầu phủ. Lão phu nhân, Cửu tiểu thư đến rồi thái hà mỉm cười bẩm báo phía sau cánh cửa đột nhiên yên tĩnh một lát sau tần hoan mới nghe được giọng nói trầm thấp già nua của tường thị cho nó vào đây thái hà đứng ở cửa mời cửu tiểu thư vào trong tần hoan khẽ hít vào rồi bước lên vài bước tiến vào bên trong phòng vừa bước vào phòng một mùi hương trầm thượng phẩm cứ thế xông thẳng vào mặt nàng nàng đảo mắt một vòng liền thấy rõ những người đang ngồi ở đây. trong phòng có bốn người. tường thị mặc quần áo màu tím sẫm ngồi xếp bằng trên sập. trên tay bà ta cầm một chuỗi phật châu. đôi mắt khép hờ giống như đang nhập định. lâm thị mặc trường sa màu đen đứng hầu bên cạnh tường thị. còn phía bên này hai tỷ muội tần xương và tần tương ngồi trên ghế rồng. khi nhìn thấy tần hoan bước vào, nét mặt tần tương không có gì đặc biệt còn trong mắt tần sương lại có hơi kiêng rề, nhưng cuối cùng vẫn hử lạnh một tiếng. Tham kiến lão phu nhân, phu nhân. Tần hoan kho người hành lễ với hai trưởng bối, nàng cúi đầu yên lặng chờ tưởng thị lên tiếng. Tưởng thị khép mở mắt ra quan sát tần hoan, ánh mắt tuy hơi vần đục nhưng vẫn không mất đi phần nhạy bén, lại nghĩ đến ngày đó lâm thị đến chỗ hoàng thần y hỏi thăm nghẽn mạch ngừng thở thực sự sẽ khiến cho người ta chết giả, mà trên phố cũng có rất nhiều chuyện kỳ lạ liên quan đến người chết sống lại. Chiếu theo lời Hoàng Thần Y nói, những người này đều là nghẽn mạch ngừng thở chứ không phải là chết thật. Tưởng thị quay đầu, ánh mắt rơi lên trên án kỷ ở bên cạnh. Đưa cho nó xem xem. Tần Hoan ngừng đầu, lúc này mới thấy trên án kỷ có một cuốn sổ. Lâm Thị nghe thấy thế liền đi qua cầm sổ đến đưa cho Tần Hoan. Hoan Nhi, ngươi nhìn xem, thiếp mời này là sáng sớm nay An Dương Hầu Phủ đưa tới. Tần Hoan khẽ trao mày, nhận lấy thiếp mời rồi mở ra xem. Lâm Thị lại nói tiếp. Thế tử An Dương Hầu đã định hai ngày sau đại hôn, từ nửa tháng trước bọn họ đã đưa thiệp mời cho chúng ta rồi. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại bổ sung thêm một thiệp nữa, chính là đặc biệt mời ngươi tới. Lâm thị nói xong liền quay sang nhìn Tưởng thị, nhưng thấy Tưởng thị vẫn nhắm mắt thì tự bà lại hỏi Tần Hoan. "Hôm nay gọi ngươi tới, thứ nhất là báo cho ngươi một tiếng, hai ngày sau đi theo chúng ta đến An Dương hầu phủ tham gia hôn lễ của thế tử. Thứ hai là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có qua lại gì với An Dương hầu phủ không?" Tần Hoan đóng thiệp mời lại xong cũng nhíu mày suy nghĩ. Trước đây nàng cũng đã từng nghe nhắc đến An Dương hầu phủ. Tổ tiên của An Dương Hầu Phủ dùng quân công để lập nghiệp, gia chủ ở tại Kinh Thành, sau đó lại lạnh nhạt với những rối ren loạn lạc trốn Kinh Thành nên bỏ về tộc địa ở Cẩm Châu gần 10 năm nay. Mặc dù vậy, nguyên lão An Dương Hầu Phủ do cưới được gia ý Thái trưởng Công Chúa cho nên địa vị của An Dương Hầu Phủ vẫn không thể khinh thường. Dù sao trước đây cũng ở Kinh Thành nhiều năm, Tần Hoan cũng có chút hiểu biết về các gia tộc Hầu Môn xếp hạng cao. Thế nhưng cửu tiểu thư thì làm sao có liên quan gì đến An Dương hầu phủ được? Nàng lắc lắc đầu sau đó nói thẳng, "Bẩm phu nhân, Tần Hoan cũng không quen ai ở An Dương hầu phủ cả." Lâm Thị Nghi hoặc khó hiểu, Tần Sương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. "Con đã nói rồi, cái ngữ như nàng ta làm sao có thể quen biết người bên An Dương hầu phủ. Xưa nay An Dương hầu phủ luôn khiêm tốn, ngay cả chúng ta cũng rất ít lui tới, huống hồ là nàng ta." lâm thị cẩn thận quan sát tần hoan một chút thấy nàng không giống như đang nói dối nên lại quay đầu sang nhìn tường thị nhưng tường thị từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt giống như không hề muốn lên tiếng lâm thị thở dài thôi được rồi bất luận thế nào thì thiệp mời của an dương hầu phủ không thể không đi ngươi về chuẩn bị thật kỹ hai ngày sau cùng nhau đi đến hôn lễ tần hoan gật đầu vâng tần hoan đã rõ Ừ, quay về đi. Giọng nói Lâm Thị khá ôn hòa, Tần Hoan chỉ gật đầu sau đó lễ phép cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài. Tần Hoan vừa đi thì Lâm Thị liền nghi hoặc nói. Mẫu thân, đứa nhỏ này không giống như đang nói dối. Tưởng Thị chuyển động Phật Châu, chậm rãi nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì hai ngày sau sẽ biết, An Dương Hầu Phủ không thể vô duyên vô cớ đưa thiệp mời đến ngươi đến nhà kho trong phủ một chuyến, đừng để nàng ta làm tần phủ thất lễ. Đây chính là ban thường đồ đạc, Lâm Thị vội vàng nghe theo. Tần Sương bên cạnh còn đang định nói tiếp thì Lâm Thị đã lườm nàng ta cảnh cáo. Tần Sương chớp chớp mắt ủy khuất, sau đó mang theo vẻ mặt bực tức mà cúi đầu, kẻ đã kéo nàng xuống hồ, nàng sẽ báo thù bằng bất cứ giá nào. Cái gì? An Dương Hầu Phủ Phục Linh kinh hỉ hét toáng lên. Tiểu thư được mời đi dự hôn lễ của An Dương Hầu Phủ. Tần Hoan gật gật đầu, Phục Linh đã kích động đến mức xoay vòng vòng may tại chỗ. An Dương Hầu Phủ chính là gia tộc quyền quý bậc nhất ở Cẩm Châu, tiểu thư có biết không? Vị lão phu nhân hơn 60 tuổi kia của An Dương Hầu Phủ chính là Thái trưởng Công Chúa, hiện tại lại đang ở Cẩm Châu. Tần Hoan nhớn mày, trong đầu có một ý nghĩ gì đó thoáng hiện lên, nhưng nàng còn chưa kịp nắm vững thì nó đã biến mất. Đáy lòng nàng vẫn hơi hoài nghi nguyên do của thiệp mời này, thế nhưng không thể không phủ nhận là nàng rất muốn đi tham dự hôn lễ này. Nàng muốn quay trở lại kinh thành, bất cứ cơ hội nào liên quan đến chuyện này nàng đều không thể bỏ qua. Chương 13: Tổ mẫu muốn gặp ngươi. Buổi sáng hai ngày sau, cũng là lần thứ hai Tần Hoan ra khỏi cửa Tần phủ. Bên ngoài cửa có 5 chiếc xe ngựa tinh xảo hoa Mỹ xếp thẳng hàng, phô trương vinh hoa phú quý của Tần Phủ. Tỉ muội Tần Tương, Tần xương, nhị thiếu gia Tần Lệ đều đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ bên cạnh xe ngựa, đến lúc Tần Hoan ra cửa, cả ba người bọn họ đều nhìn sang đây. Tần Hoan mặc váy áo màu xanh ra trời theo hình phong lan thủy mặc, nàng búi tóc mái lệch một bên, mắt ngọc mày ngài. Lúc nàng bước từ trong phủ ra, vạt váy tung bay là lướt theo mỗi bước chân nàng, dệt vào với ánh sáng trong phát buổi sáng sớm trông cứ như hai dạng mây trôi từ xa lại gần, đẹp đến mức khiến cho ba người đang đứng đó phải ngơ ngẩn trong chốc lát, ngay cả người vốn ghét tần hoan nhất là tần xương cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh diễm. Mặc dù hiện tại trời đã vào thu, tần hoan bước đến làm cho không trời ngoài cửa phủ rực sáng lên, ngay cả một ánh mắt, một cái trao mày của nàng cũng vừa dịu dàng vừa cao quý, khiến cho người ta cảm thấy gió thu dường như đã bớt lạnh đi một chút. Trước đây tuy tần hoan có ngũ quan tinh xảo nhưng lại không hoạt bát, thiếu sức sống. Còn hiện tại, tần hoan chết đi sống lại, vẻ đẹp của nàng cũng được tái sinh, giống như tuyệt thế mỹ nhân bước ra từ trong tranh, như một cánh chim hồng hạc nhẹ nhàng tung bay giữa mây trắng, như toàn bộ cảnh sắc xung quanh đều phải trở nên mờ nhạt mỗi khi nàng xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra nhìn tần hoan, ngay cả hô hấp cũng lỗi nhịp. Tần tương là người đầu tiên tỉnh lại, sau đó là tần xương bực bội vò chặt tay áo, Nàng nhìn qua xung quanh thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào Tần Hoan nên càng lúc càng bực mình. Đến muộn thế, có biết hai chữ quy củ viết như thế nào không? Tần Sương quát to một câu khiến cho mọi người hoàn hồn lại. Tần Hoan chỉ im lặng liếc mắt nhìn qua, cứ như chưa hề nghe thấy gì. Thái độ này khiến Tần Sương càng giận hơn nữa, thế nhưng nàng còn chưa kịp lên cơn thì nhìn thấy Tưởng thị và Lâm thị cùng nhau đi ra. Tần Sương hơi do dự, xong cũng quyết định nuốt cơn tức đã trồi lên đến miệng xuống dưới. Lâm Thị và Thái Hà đỡ Tường Thị chậm chậm bước ra, ba người theo bản năng nhìn về hướng xe ngựa, lại không hẹn mà cùng nhìn sang Tần Hoan, Tường Thị căn dặn. Đi đến An Dương hầu phủ phải giữ lễ nghi phép tắc, đi thôi. Tường Thị ngồi trên xe đầu tiên, xe thứ hai là Lâm Thị, sau đó là xe của Tần Lệ và tỷ muội Tần Tương, Tần Hoan ngồi ở xe sau cùng lên xe rồi phục linh mới thở dài ngay cả lão phu nhân còn sợ lục tiểu thư không biết giữ phép tắc vậy mà còn gian đe tiểu thư tần hoan phất phất ống tay áo nhưng không tiếp lời phục linh lại nói an dương hầu phủ mời tiểu thư mà lão phu nhân cũng không biết lý do vì sao thực sự rất kỳ quái yên tâm đến an dương hầu phủ sẽ biết ngay Tần Hoan trấn an Phục Linh nhưng chính nàng cũng muốn biết vì sao An Dương hầu phủ lại cho mời nàng. Mặc dù trời vẫn còn sớm thế nhưng xe ngựa lại đi cực kỳ chậm. Tần phủ tọa lại tại thành Đông, còn An Dương hầu phủ lại nằm ở thành Tây, một đông một tây nên khoảng cách cũng không phải là gần. Dọc đường đi Tần Hoan đều sốc màn xe lên quan sát phố xá trong thành Cẩm Châu phồn hoa sầm uất. Tiểu thư, mấy cái xe ngựa này hình như cũng đi đến An Dương Hầu Phủ. Tần Hoan nhìn về hướng Phục Linh vừa chỉ, quả nhiên còn chưa đến giờ ngọ mà trên đường từng hàng xe ngựa xa hoa lộng lẫy chiếc này nối đuôi chiếc kia đi về hướng thành Tây. Đúng là An Dương Hầu Phủ có khác, có vị thái trưởng công chúa kia ở đây nên những người này đều không dám sơ xuất. Càng đi gần đến thành Tây thì xe ngựa đi càng chậm lại. Ngày đại hôn của An Dương Hầu Thế Tử khách khứa đến đông đúc, đừng nói chỉ riêng thành Cẩm Châu, ngay cả kinh thành cũng có người đến đây, vì thế cả hai con đường bên ngoài hầu phủ đều chật kín người xe. Lúc xuất phát ở Tần Phủ vẫn còn là sáng sớm, hiện giờ đến được An Dương Hầu Phủ cũng đã sắp đến giờ ngọ rồi. Xe ngựa dừng lại, Phục Linh đỡ Tần Hoan xuống xe, đập vào mắt là tòa An Dương Hầu Phủ nguy nga sừng sững nhưng lại tao nhã thanh lịch, Bên cạnh đó, chính là các vị khách đến dự tiệc của hầu phủ ăn mặc cực kỳ xa hoa đẹp đẽ. Tần Hoan cũng không nhìn nhiều, chỉ đi theo sau Tường thị. So với Tần Hoan yên lặng hiểu phép tắc thì Tần Tương và Tần Sương lại hơi mất bình tĩnh rồi. Có thể là hai nàng chưa bao giờ được chứng kiến chuyện gì phô trương đến vậy, Tần Tương cũng không nén được tính tò mò mà bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Tần Sương lại càng không cần phải nói, Nàng nhìn hết bên này đến bên kia cách bài trí trong phủ và cả quan khách. Tần Lệ đi ngay sát tường thị, thấy thê cũng hăng hái hẳn lên, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn Tần Hoan nhưng lại thấy Tần Hoan mắt luôn nhìn thẳng, không hề liếc ngang liếc dọc, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều đoan trang tao nhã, khiến cho hắn cực kỳ nghi ngờ. Nghe nói tân lương là tiểu nữ nhi của Tống Quốc công ở kinh thành. Lần này đưa dâu phải đi đến tận một tháng. Chiều nay mới là giờ lành cho nên chúng ta phải đợi thôi. Hôn nhân giữa Nhạc thị và Tống thị, sau đó Thái trưởng công chúa muốn quay lại kinh thành à? Chuyện này thì cũng không biết, thân thể Thái trưởng công chúa mấy ngày nay không ổn lắm, bây giờ đang gặp mấy người quen hay qua lại với hầu phủ. Còn chúng ta hôm nay chắc là không gặp được rồi. Tưởng thị dẫn theo Tần Hoan và mọi người ngồi cùng một khu với các vị phu nhân và tiểu thư trong phòng khách phía đông của hầu phủ. Những phu nhân tiểu thư này phần lớn đều là quan gia quý tộc của thành Cẩm Châu. Theo lý thì cũng sẽ quen biết với Tần Phủ. Thế nhưng cũng chỉ có vài vị phu nhân đứng lên hỏi thăm tưởng thị mấy câu rồi sau đó không còn ai đến bắt chuyện với người Tần Phủ nữa. Tưởng thị luôn luôn cầm theo Phật Châu. Giữa bốn bề ồn ào này cũng không hề bị sao động. Cứ như thế nhắm mắt lại niệm kinh. Tưởng thị có thể ngồi im được thế nhưng đám tiểu bối Tần Lệ lại không thể chỉ một lúc sau đã không kìm chế được mà định đứng dậy đi qua đi lại. Lâm Thị thấy thế liền trao mày. Đại ca các ngươi đi kiến châu chưa về, không có ai kìm chế được các ngươi nên không cho phép đi loạn, cứ ngồi im một chỗ đi. Đại thiếu gia của Tần Phủ là Tần Sâm đã ra khỏi nhà nhiều ngày đến nay chưa về, Tần Hoan còn chưa được gặp mặt. Tần Sương mặt như ăn phải mướp đắng. Cứ ngồi mãi thế này thì chán lắm. Chúng ta đã ngồi được nửa ngày rồi mà còn chưa thấy bóng dáng tân nương đâu. Giờ đã là buổi chiều rồi mà trong phủ cũng không có ai đến tiếp đãi chúng ta. Cũng không phải là không có ai tiếp đãi, chỉ là chưa thấy chủ nhân đến tiếp đãi thôi. Xung quanh phòng khách này có bảy tám hầu nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa trà bánh lên cho quan khách. Lâm Thị nói nhỏ. Hôm nay khách khứa quá đông cho nên không thể tiếp đãi từng người từng người chu đáo, người chớ có nhiều lời. Tần Sương hừ một tiếng rồi lầu bầu. Nếu biết không thú vị như vậy thì chẳng thà đừng đến nữa. Nói xong nàng lại nhìn xung quanh. Sao không thấy hoác bá bá và hoác ca ca nhỉ? Hoác ca ca trong miệng Tần Sương đương nhiên chính là công tử nhà chi phủ đại nhân đã khiến cho cửu tiểu thư hết mực yêu thích. Lúc Tần Sương nói lời này là cố ý nhìn về phía Tần Hoan, thế nhưng vẻ mặt Tần Hoan luôn luôn an tĩnh, ngay cả lông mày cũng không hề động đậy. Hoác Chi Phủ là quan phụ mẫu của thành Cẩm Châu lại còn đang nắm thực quyền, đương nhiên không ngồi cùng chúng ta ở chỗ này. Lâm Thị không còn cách nào khác đành phải giải thích một câu, Tần Sương nghe vậy liền khẽ cắn môi rồi lại nghĩ ra một chuyện khác. Nghe nói lão phu nhân của hầu phủ này chính là thái trưởng công chúa gia ý, cũng không biết có thể triệu kiến chúng ta hay không nhỉ. Tần Sương nói chuyện huyên náo khiến cho Tần Tương không chịu đựng nổi, khẽ diễu cợt. Đừng có mơ, Người xem các phu nhân tiểu thư ngồi đầy trong phòng này đã có ai được gặp thái trưởng công chúa chưa? Người tốt nhất ngồi im đi. Tần Sương bĩu môi, quay đầu lại thấy ở phía cửa có hai bóng người ở phía cửa đang đi về hướng này. Ô à, các người nhìn xem, ai tới này? Tần Sương khẽ hô lên một tiếng, các vị phu nhân tiểu thư trong phòng cũng nhìn thấy người đang đi đến, ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Tần Hoan cũng quay đầu lại, đập vào mắt là một thiếu nữ y phục màu tràm đang dẫn theo một tỷ nữ áo xanh đang đi đến đây. a à, là tiểu quận chúa đến. đã có người nhận ra thân phận, cho nên tất cả mọi người trong phòng khách đều đứng dậy. chính vì lão an dương hầu cưới thái trưởng công chúa, cho nên tiểu thư con vợ cả của hai đời hầu phủ tiếp theo đều được ngự phong thành quận chúa. mà hiện tại thiếu nữ với tư thế khí khái hiên ngang được xưng là tiểu quận chúa kia đang đi thẳng đến bàn của tần phù tần xương lập tức trợn mắt lên kinh ngạc có phải thái trưởng công chúa muốn triệu kiến chúng ta rồi không tiểu quận chúa đến gần tường thị cũng đứng dậy cùng lúc đó tất cả mọi người trong phòng khách đều mang theo ánh mắt nghi vấn cộng thêm hâm mộ và đố kỵ nhìn về hướng người tần phù không uổng mơ ước của tần xương Tiểu quận chúa thực sự đi đến bàn của Tần phủ. Nhạc Ngưng dừng lại ở trước bàn, gật đầu chào hỏi Tường thị rồi sau đó nhìn về phía Tần Hoan. "Cầu tiểu thư của Tần phủ đúng không? Tổ mẫu ta muốn gặp ngươi, đi theo ta." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 14, Y Tiên. Mọi người trong phòng khách đều ồ lên kinh ngạc, thái trưởng công chúa muốn gặp Cửu tiểu thư Tần phủ. Vẻ mặt Tần Sương vốn là kinh hỉ Thế nhưng sau khi Nhạc Ngưng nói câu này xong thì kinh hỉ bay đi hết, tiếp theo đó là không thể tin được nhìn về phía Tần Hoan. Cái gì chứ? Thái trưởng công chúa muốn gặp Tần Hoan. Quận, quận chúa. Còn chúng ta thì sao? Tần Sương chưa chết tâm, nhìn Nhạc Ngưng hỏi một câu. Nhạc Ngưng khẽ liếc nàng một cái. Tổ mẫu chỉ gặp Cửu tiểu thư, mời mọi người chờ ở đây một lúc. Nét mặt Nhạc Ngưng ngang tàng ngay cả khí chất toàn thân cũng rất áp bức người thế nhưng giọng nói lại cực kỳ lễ phép tần sương chỉ đành mím chặt môi nhìn về phía tần hoan không cam lòng dựa vào cái gì dựa vào cái gì chứ cửu tiểu thư xin mời đi theo ta căn bản tổ mẫu đã muốn gặp ngươi từ sớm thế nhưng cả ngày nay đều có quá nhiều khách đến nhà cuối cùng thì bây giờ tổ mẫu cũng đã rảnh rỗi được rồi đang chờ ngươi đó Lời này vừa nói xong thì tất cả mọi người trong phòng khách lại càng kinh hãi. Cửu tiểu thư tần phủ này nghe nói là cô nữ của nhị phòng trung dũng hầu phù. Bao nhiêu năm nay không có tiếng tăm gì trong thành cầm châu cả, vậy mà hiện tại thái trưởng công chúa lại đặc biệt muốn gặp riêng nàng. Lại còn ngay từ sáng sớm đã muốn gặp nàng rồi. Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn tần hoan, sau đó ánh mắt lại sáng lên tiệc mừng của An Dương Hầu Phủ ngày hôm nay, các tiểu thư quý tộc đến dự tiệc đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chỉ riêng vị cửu tiểu thư này mặc váy áo màu xanh giản dị, như một nhánh hoa phong lan đơn độc còn sót lại trong đám hoa cỏ khoe màu đô sắc, rực rỡ từ trong xương tủy, kinh diễm không gì sánh được. Tần Hoan nghe lời nhạc ngưng nói xong thì quay đầu nhìn về phía tưởng thị, tưởng thị liếc nhìn lại nàng với ánh mắt dò xét khiến người khác phải hoảng sợ, khẽ gật đầu. Gặp thái trưởng công chúa đừng để thất lễ. Tần Hoan cụp mắt. Vâng, Tần Hoan hiểu rõ. Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan xong hơi nhếch miệng cười rồi xoay người đi ra ngoài phòng, Tần Hoan dẫn Phục Linh vội vàng đuổi theo. Mới chỉ đi được khoảng mấy chục bước chân thôi mà đủ mọi ánh mắt từ ghen tị đến hâm mộ liên tiếp bắn qua đây, khiến cho nàng áp lực không nhỏ, mãi cho đến khi ra khỏi phòng khách rồi Tần Hoan mới cảm thấy dễ chịu lên một chút. Nhạc Ngưng ở đằng trước đi được vài bước rồi quay đầu lại, nhìn Tần Hoan từ trên xuống dưới chớp chớp mắt. Tại sao từ trước đến nay chưa bao giờ ta trông thấy ngươi? Quý tộc trong thành Cẩm Châu không nhiều lắm, mấy tiểu bối cùng tuổi thì phần lớn đều gặp mặt nhau qua các loại hội hoa hay tiệc mừng, thế nhưng Nhạc Ngưng lại chưa từng gặp mặt Tần Hoan. Tần Hoan khẽ cười. Từ trước đến nay Tần Hoan tính tình cô độc không thích náo nhiệt, cho nên đều không ra khỏi phủ dường như nhạc ngưng biết hoàn cảnh của tần hoan, nghe vậy liền thở dài. cho nên tổ mẫu mới gửi thiếp mời riêng cho ngươi. tần hoan vội đáp. đa tạ thái trưởng công chúa điện hạ. nhạc ngưng lắc đầu. là chúng ta phải đa tạ ngươi. tần hoan không hiểu mô tê gì, nhưng nhạc ngưng cũng không nói thêm gì nữa. hôm nay khách khứa đến hầu phủ nhiều như mắc cười. nhạc ngưng dẫn tần hoan đi xuyên qua đám người về hướng một hành lang nhỏ ven theo phòng khách cứ thế đi sâu vào bên trong phủ. Tiếng ồn ào ngoài sảnh tiệc càng lúc càng nhỏ, quang cảnh cũng ngày một yên tĩnh tao nhã. Bên hành lang gấp khúc uốn lượn là hoa và cây cảnh sum xuê xanh tốt, đỉnh đài mái cong đan sen hợp lý. Đúng là so với tần phủ thì An Dương Hầu Phủ tinh xảo độc đáo hơn nhiều. Đi tiếp nữa là đến một mảnh vườn mộc hoa nở rộ, phía sau vườn hoa là một tòa viện tường quét vôi trắng lợp mái ngói ngọc. Nhạc ngưng bước dần chậm lại. Tổ mẫu ở ngay trong này. Tần hoan hơi hồi hộp nên cũng bước nhanh hơn. Phục Linh đi ở phía sau vừa căng thẳng lại vừa kích động, nhưng cũng không dám làm loạn lễ nghi khiến cho tần hoan mất mặt. Rất nhanh mọi người đã đi đến tiền viện, có một tỷ nữ áo xanh bước ra. Vừa nhìn thấy tỷ nữ này, bước chân tần hoan và Phục Linh đồng thời khựng lại. Tỷ nữ này, chính là tỷ nữ áo xanh đi theo lão phu nhân bị bệnh nặng trên phố mà Tần Hoan gặp ngày hôm ấy. Ôi chao, cuối cùng cũng có thể đưa được mọi người tới đây. Tỷ nữ áo xanh đi lên phía trước, nhìn thấy Tần Hoan thì càng lúc càng mừng rỡ. Đúng là cửu tiểu thư rồi. Lão phu nhân còn đang trông mong người. Mau mau, mời người vào trong. Đến giờ phút này thì nghi vấn trong lòng Tần Hoan đã hoàn toàn được lý giải. Vì sao An Dương hầu phủ phải phát thiệp mời riêng cho nàng, chính là vì ngày hôm đó người nàng cứu chính là gia ý thái trưởng công chúa. Tần Hoan hơi giật mình, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại rồi, cứ thế bước vào trong viện. Vừa vào trong liền có hai phụ nhân trung niên bước ra đón, một vị đằng trước khoảng hơn 40 tuổi, đôi mắt minh mẫn, khuôn mặt hồng hào, nhan sắc được chăm sóc cực kỳ tốt bà mặc y phục màu hồng sen đậm càng tôn lên vẻ phúc hậu và tươi trẻ bà liếc nhìn về phía tần hoan a à, đây là ân nhân cứu mạng của mẫu thân sao vậy mà nhìn còn có vẻ nhỏ tuổi hơn cả ngưng nhi mau tới đây ta nhìn xem nào nhạc ngưng thấy thế liền bật cười mẫu thân cửu tiểu thư vốn là nhỏ hơn con một tuổi đó tần hoan nghe thấy thế liền vội vàng hành lễ bái kiến phu nhân An Dương Hầu phu nhân là Giang Thị, bà kéo Tần Hoan lại bên cạnh mình rồi mừng mừng rỡ rỡ nhìn ngắm Tần Hoan từ trên xuống dưới, sau đó lại lôi nàng vào bên trong phòng. Mẫu thân đại nhân, người nhìn xem này, con bé này nhìn bên ngoài còn giống y tiên hơn là mô tả của lục tụ. Mau, mau dẫn đến chỗ ta. Một giọng nói hơi khàn khàng vang lên, Tần Hoan ngừng đầu liền thấy một vị lão nhân đang ngồi trên giường chính ở trong phòng. Lão nhân hôm nay gặp có vẻ hơi khác với ngày hôm đó, hôm nay bà mặc hoa phục, tóc bạc trên đầu được vấn ngay ngắn dùng hoa châm cài lên, nhìn người khí thế, mạnh khỏe hơn ngày hôm đó rất nhiều lần. Giang thị cười cười nắm tay Tần Hoan dắt đến gần. Đến đây đến đây, mẫu thân xem này tác phong con bé này này, có phải là còn tốt hơn cả mấy quý nữ ở kinh thành được mama trong cung dạy ra không? Con còn không biết Tần phủ có cất giấu một tiểu nương tử tốt như thế này. Bà vừa đi vừa nói, nói xong đã đi đến bên cạnh Thái trưởng công chúa, Tần Hoan nhún người hành lễ. Bái kiến Thái trưởng công chúa điện hạ. Không cần đa lễ, mau đứng lên đến bên ta đi. Giang thị khẽ đỡ Tần Hoan dậy rồi dẫn nàng đến bên cạnh Thái trưởng công chúa. Thái trưởng công chúa lại đưa tay nắm chặt lấy tay Tần Hoan rồi kéo nàng ngồi thẳng xuống bên cạnh mình. Bà cười cười nhìn Tần Hoan sau đó lại nhìn về phía tỷ nữ áo xanh. Lục tụ, người miêu tả đúng là không bằng một phần nghìn người thật. Lục tụ đứng hầu ở bên cạnh, che miệng cười. Nô tỳ mồm miệng vụng về, xin lão phu nhân chớ trách. Thái trưởng công chúa vỗ vỗ bàn tay tần hoan rồi khẽ than thở. Có điều hai chữ y tiên của ngươi nói là vô cùng chính xác. Nói xong lại nhìn tần hoan chiều mến. Tên con chỉ có một chữ, hoan, sao? Tần hoan gật đầu thưa thái trưởng công chúa đúng thế thái trưởng công chúa gật đầu tên rất hay phụ mẫu con nhất định là muốn ngươi cả đời này đều được vui vẻ hoan hỉ y thuật của con là học được ở chỗ nào con biết rồi đấy ngày đó lục tụ mang ta về phủ hoàng thần y đến đây cũng nói ta lành ít giữ nhiều nhưng chiếu theo biện pháp của con làm cho đến tối ta toát ra mồ hôi quanh thân thế nên mới còn sống không chỉ có như vậy uống thuốc theo đơn thuốc của con mấy ngày bệnh phong của ta đúng là đỡ đi không ít, ngay cả Hoàng Thần Y cũng thấy kỳ lạ, nghe nói người cứu tính mạng ta chỉ là một tiểu cô nương nên hắn còn muốn gặp mặt con nữa. Giang Thị nghe thế cũng cười nói theo. Đúng vậy, Hoàng Thần Y vốn là ngự y trong cung, mấy năm nay là do hắn chăm lo cho thân thể mẫu thân, mặc dù có thể ổn định tình trạng bênh thế nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt lên. Cửu! Thôi ta gọi con là Hoan Nhi đi. Phương thuốc của Hoan Nhi nhìn thì không có gì lạ thế nhưng lại cứu mẫu thân tánh mạng rồi lại khiến bệnh của người nhẹ đi không ít, còn chính là đại ân nhân của tất cả An Dương Hầu Phủ chúng ta. Tần Hoan được hai vị chủ nhân ca ngợi nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, chỉ khiêm tốn đáp lời. Y thuật của Tần Hoan là học được từ cha mẹ quá cố, phụ thân và mẫu thân rất thích đọc sách y, họ cũng từng bái một vị cao nhân làm thầy, nên ngay từ nhỏ Tần Hoan đã được dạy rồi. Tần Hoan hơi ngừng lại rồi ngại ngùng nói tiếp. Sau khi phụ thân cùng mẫu thân qua đời, y thuật của Tần Hoan vẫn chưa có cơ hội rèn luyện, ngày đó chỉ là ngẫu nhiên gặp được Thái trưởng công chúa, dưới tình thế cấp bách nên mới ra tay, sau đó trong lòng Tần Hoan rất lo sợ, sợ lỡ tay làm hại Thái trưởng công chúa. Thái trưởng công chúa và Giang Thị nghe vậy đều kinh ngạc, Thái trưởng công chúa nói. Nghe lục tù kể lại, nói là con có thủ pháp thuần thục trần bệnh cực nhanh, ta còn tưởng là con được học dưới chướng một cao nhân nào đó đã hành nghề nhiều năm, lại không nghĩ đến con đã lâu như vậy chưa từng được rèn luyện. Nói xong bà lại thở dài. Như vậy thực sự là quá lãng phí tài năng, chưa từng rèn luyện mà đã có thể cứu tính mạng ta, thiên tài đến như vậy, đúng là y tiên không sai. Trong viện không khí ấm áp vui vẻ khen ngợi Tần Hoan, bên ngoài phòng khách thì mọi người vẫn còn bàn luận sôi nổi vì sao Tần Hoan lại được triệu kiến riêng. Đáy lòng mọi người của Tần Phủ mặc dù kinh ngạc khó hiểu, thế nhưng đối mặt với cả trăm con mắt nhìn vào như thế vẫn phải ra vẻ tự nhiên bình thản. Bỗng nhiên, ngay cửa phòng khách lại xuất hiện một người, là một lão nhân dâu bạc trên 50 tuổi đi đến. Tần Phủ. Tần Phủ lão phu nhân ở đâu? Bước chân lão nhân bước rất nhanh, mọi người ở đây vốn đã bàn bạc về Tần Phủ rất sôi nổi giờ lại có thêm phần khí thế hơn. Ở thành Cẩm Châu này có người nào mà không biết đến danh của Hoàng Thần Y, người chết hắn còn cứu cho sống lại, người chờ hắn xem bệnh cho có lẽ đã xếp hàng dài ra đến tận ngoài thành kia. Lâm thị là người đầu tiên phát hiện ra lão nhân, bà kéo kéo ống tay áo Tưởng thị. Mẫu thân, Hoàng Thần Y đến kìa. Tưởng thị mở mắt ra nhìn lại, ngay sau đó người được xưng là Hoàng Thần Y Hoàng Cầm Nguyên cũng nhìn thấy bọn họ. Ông ta đi thẳng đến bên bàn của Tần phủ, vội vàng hỏi. "Cầu tiểu thư trong phủ các ngươi đâu?" Tần Hoan vừa mới được Nhạc Ngưng tiểu quận chúa dẫn đi không lâu, sao giờ lại đến lượt Hoàng Thần y đến tìm Tần Hoan nữa? Ánh mắt Tưởng thị hơi tối xuống, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tưởng thị nhíu mày. "Mới vừa rồi quận chúa nói là thái trưởng công chúa muốn gặp nó, nên nó đi theo quận chúa rồi, thần y tìm nó để làm gì?" hơi ngừng lại một chút, tường thị do dự nói, tần hoan đã gây ra chuyện gì? ai già, ta tới chậm rồi. hoàng cẩm nguyên đau lòng thở dài, ngay sau đó phát hiện vẻ mặt mấy người tần phủ lại cực kỳ mơ mơ hồ hồ, ông nghi hoặc hỏi, trong phủ mình xuất hiện một vị y tiên mà chính các người lại không biết sao? lời này vừa nói ra, đám người tần phủ lại càng khó hiểu hơn. hoàng cẩm nguyên giờ khóc giờ cười dậm chân. Cầu tiểu thư phù các ngươi, bốn ngày trước đã cứu tính mạng của thái trưởng công chúa ở bên đường, các ngươi vậy mà không biết sao? Chương 15, Yến Trì. Tần Sương nói nhỏ, tiếng nói mang theo oán hận. Tổ mẫu, không thể nào. Nó cái gì cũng không biết thì làm sao có thể là y tiên? Càng không thể cứu thái trưởng công chúa được. Tần Tương cũng gật đầu. Phải đó tổ mẫu, trước giờ đều không biết là nó biết y thuật. Tần Sương hừ lạnh một cái, siết chặt nắm đấm. Nhất định là Thái trưởng công chúa nhận sai người rồi. Cứ chờ xem, nó sẽ bị đuổi ra ngoài nhanh thôi. Tưởng thị ngồi trầm mặc, Tần Hoan biết cái gì hay không biết cái gì bà không rõ ràng lắm. Bởi vì ngay từ lúc Tần Hoan đến Cẩm Châu bà cũng chưa từng để Tần Hoan ở trong lòng. Nhưng suy nghĩ của bà cũng giống như Tần Tương. Nếu Tần Hoan biết y thuật thì tại sao trước giờ chưa bao giờ để lộ ra? Tần Sương vừa dứt lời, bóng dáng Lục Tụ lại xuất hiện ở cửa phòng khách. Trải qua một hồi náo nhiệt, nên giờ khách trong phòng này đều đặt sự chú ý ở bên ngoài cửa. Lục Tụ vừa đến thì ngay lập tức có người phát hiện ra. Nhìn kia, là Đại Nha Đầu bên cạnh Thái trưởng Công chúa đến. Có phải là muốn triệu kiến những người khác của Tần phủ? Chỉ trong nháy mắt, mấy người Tần phủ cũng nhìn qua. Tần Sương vẻ mặt đau khổ khẽ nói đương nhiên là đến hỏi tội. Tổ mẫu, ẩn hoan muốn hại chết chúng ta. Tần Sương cảm thấy lục tụ là đến để hỏi tội, nhưng tường thị lại nhìn ra tâm tình của lục tụ cực kỳ tốt. Quả nhiên lục tụ càng đến gần thì càng tươi cười. Thình an lão phu nhân. Thưa lão phu nhân, cựu tiểu thư được thái trưởng công chúa giữ lại trò chuyện cùng người, nên căn dặn nô tỳ đến đây thông báo một tiếng, xin mọi người đừng lo lắng. Tất cả mọi ngờ vực, giờ phút này đã tan thành mây khói. Thái trưởng công chúa không nhận nhầm người, không chỉ như vậy còn giữ tần hoan lại nói chuyện. Ngày hôm nay tới dự tiệc có không ít quan lại hiền quý, thế nhưng thái trưởng công chúa chỉ giữ lại có một mình tần hoan. Lục tụ nói xong lại ai náy nói tiếp. Giờ lành sắp đến rồi, nhưng tân nương vẫn còn đang trên đường đến đây, nên hôm nay sợ là phải làm phiền chư vị đợi thêm chút nữa. Tiệc rượu đông người, nếu có chỗ nào tiếp đái không chu toàn, xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Tuy Lục Tụ chỉ là một nô tỳ, nhưng nàng là người bên cạnh Thái trưởng Công chúa, nên thân phận nàng cũng coi như một nửa chủ tử. Nàng nói lời này xong, xung quanh liên tiếp có người đáp lời. Không dám. Lục Tụ cười thi lễ rồi sau đó mới rời đi. Lục Tụ đi rồi, nhưng đám tần xương vẫn còn đang sửng sốt hóa ra đây lại là sự thật, Tần Hoan thật sự là ân nhân cứu mạng của Thái trưởng công chúa. Lâm Thị lập tức hiểu được thiệt hơn trong chuyện này. Mẫu thân, không cần biết vì sao Tần Hoan lại biết y thuật, theo lời vị lục tụ cô nương kia nói thì không thể có chuyện Thái trưởng công chúa nhận nhầm người. Mẫu thân, Tần Hoan đã trở thành ân nhân cứu mạng của Thái trưởng công chúa, vậy Tần Phủ Cẩm Châu chúng ta lại có nhiều thêm một con đường xem tình hình này thì thái trưởng công chúa cực kỳ yêu thích tần hoan lời lâm thị nói ra cũng đúng với suy nghĩ của tường thị bà híp híp mắt chẳng lẽ tần hoan lại đúng là một thiên tài nhưng bị bà xem nhẹ rồi ư nghĩ đến đây sống lưng tường thị không tự giác mà thẳng tắp hẳn lên người đã từng bị tần phủ chán ghét hà khắc một ngày kia lại nắm sinh tử của tần phủ trong tay lưng tường thị chợt lạnh đáy lòng ngày một bất an Mấy người Tần phủ trong phòng khách đứng ngồi không yên vì biến hóa thân phận của Tần Hoan. Còn trong nội viện, Lục tụ đã trở về bẩm báo. Nô tỳ đã qua truyền đạt lời dặn của người, lão phu nhân Tần phủ và mấy vị chủ tử khác ban đầu đều hơi kinh ngạc không giải thích được, nhưng sau khi nghe nô tỳ nói xong thì ai ai cũng cực kỳ khiếp sợ, có thể nhìn ra được bọn họ thậm chí còn lo lắng bất an. Thái trưởng công chúa thở dài, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn an phận cúi đầu của tần hoan nói lão phu nhân tần phủ lúc còn trẻ cũng là một người tính tình trầm ổn lớn tuổi rồi lại hơi cổ hủ trong nhà có một viên ngọc quý thế này mà lại cứ để bụi che lấp hơi ngừng lại một chút rồi nói hoan nhi con đừng cho rằng lão phu nhân ta nhiều chuyện nội tình của tần phủ chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể rõ ràng hết rồi hai năm qua vất vả cho con rồi Tần Hoan ngược lại không cảm thấy thái trưởng công chúa nhiều chuyện, mà thậm chí còn hơi xúc động. Nàng chẳng qua chỉ là cứu người trong lúc cấp bách, lại đụng chúng phải thái trưởng công chúa. Không chỉ có như vậy thái trưởng công chúa còn tuyên bố muốn báo đáp nàng. Báo đáp này không phải vàng bạc châu báu đơn thuần, mà chính là muốn nhân cơ hội này giúp nàng có một chỗ đặt chân yên ổn trong tần phù. Tần Hoan không dám, đa tạ thái trưởng công chúa người có lòng rồi thái trưởng công chúa vỗ vỗ mu bàn tay nàng con không chỉ cứu ta quan trọng là ta thích đứa nhỏ như con trong nhà chúng ta có ba đứa tiểu bối ngay cả ngưng nhi cũng thích múa thương lộng đao mặc dù ta cũng thích bọn chúng nối nghiệp theo nhạc gia quân thế nhưng cũng mong có một đứa cháu dịu dàng khéo léo bầu bạn bên cạnh ta con yên tâm ta sẽ vì con lo liệu một chút tần hoan nghe lời nói ân cần của thái trưởng công chúa trong lòng tự nhiên không hiểu sao lại đau xót. Nàng sống lại đã hơn 10 ngày, trên mặt mặc dù không thể hiện gì ra nhưng đáy lòng lại rất thê lương cô độc, mỗi đêm nàng nằm mơ là mỗi đêm đau đớn phẫn hận cộng thêm bất lực tuyệt vọng. Tuy rằng Tần phủ là nhà hiện tại của nàng, nhưng nơi đó không chỉ có hung thủ sát hại Cửu tiểu thư đang ẩn nấp mà toàn bộ người trong phủ trên dưới đều chán ghét khinh bỉ nàng ngoài phục linh ra nàng thật sự khó cảm nhận được hai chữ, ân cần. Tần hoan ngước mắt nhìn thái trưởng công chúa, đôi mắt đen sâu thảm ẩn ẩn nước. Ngày ấy tần hoan chỉ là ra tay tương trợ, thái trưởng công chúa thật sự không cần. Thái trưởng công chúa cầm tay tần hoan cười rộ lên. Được rồi, được rồi, nhà đầu này mặc dù là thiện tâm lễ độ, thế nhưng trung quy là mấy năm nay con quá khổ sở, khiến cho bản thân phiền muộn không ít, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Từ giờ con không cần suy nghĩ quá nhiều, thân thể của ta cũng cần con phải chăm sóc nữa đó. Tần Hoan gật đầu, tiếp nhận ý tốt của Thái trưởng công chúa nên không dám nhiều lời nữa. Thái trưởng công chúa nói đúng, trong lòng nàng chính xác đang cất giấu một bí mật vĩnh viễn không thể nói cho người khác. Mặc dù trò chuyện với Tần Hoan rất vui nhưng Thái trưởng công chúa chưa từng quên hôm nay chính là ngày đại hôn của Thế tử An Dương Hầu Phủ. Nhìn lên thấy sắc trời càng ngày càng muộn, Thái trưởng công chúa cũng nhíu mày. Sao thế này, giờ lành đã qua rồi nhưng sao người còn chưa tới? Giang thị thở dài. Hôm qua gửi thư, nói hôm qua đã đi đến thập lý miếu, tính toán lộ trình thì muộn nhất là tối hôm nay sẽ đến. Dù sao cũng là gả chồng xa nhà, Muốn đến chuẩn giờ lành cũng là rất khó. Thái trưởng công chúa hơi tức giận, cầm tay Tần Hoan nói: "Bỏ lỡ giờ lành, trong lòng ta lại thấy hơi bất an. Ngày trước lúc thánh thượng có ý muốn định hôn sự này, ta đã cảm thấy không ổn rồi." Giang thị lắc đầu. "Mẫu thân không cần lo lắng, mới chỉ là đến muộn một lúc thôi, hôm nay đã là ngày tốt thì bất kể lúc nào đến cũng vẫn là như ý cát tường rồi, mẫu thân đừng lo lắng nữa." nói xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng sắp tối rồi, nhất định sẽ đến nhanh thôi. Mặc dù mọi người đều an ủi nhưng thái trưởng công chúa vẫn đứng ngồi không yên. Hoan nhi, con đỡ ta dây, chúng ta ra ngoài chờ. Tần Hoan nâng thái trưởng công chúa dậy, Giang Thị cũng đứng lên đỡ một bên, mấy người cùng nhau đi ra lễ đường. Hôm nay là đại hôn của An Dương Hầu Phủ Thế Tử. Tân Nương xuất thân từ kinh thành Tống Quốc Công phủ, mà hôn sự này là do Thánh thượng ban hôn, lại thêm thân phận của Thái trưởng công chúa nên lễ đường được bố trí cực kỳ có phong phạm hậu duệ quý tộc. Tần Hoan đỡ Thái trưởng công chúa đến lễ đường cũng là lúc ở xung quanh đứng đầy người. Tất cả mọi người đều biết Tân Nương là được ngự ban, thế nên phải tận mắt nhìn thấy đại hôn trăm năm khó gặp trong thành Cẩm Châu này. Tổ mẫu đi ra rồi tổ mẫu. Vừa đến lễ đường liền có hai nam tử thanh niên chạy ra đón, cả hai đều mày kiếm mũi cao, vóc người anh tuấn khí vũ hiên ngang, trong đó một người đang mặc hỷ phục đỏ, chính là An Dương Hầu Phủ Thế Tử. Mẫu thân sao cũng ra ngoài thế? Còn chưa tới. Lúc nói chuyện lại có một nam tử mặc hoa phục ra đón, ông ấy trông khoảng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn khí thế đỉnh đạc trang nghiêm, vừa nhìn là biết đó là người tập võ trong quân ngũ chính là an dương hầu ông liếc mắt một cái liền thấy tần hoan lập tức sửng sốt lên bên cạnh thái trưởng công chúa sao lại xuất hiện một tiểu cô nương thế này thấy vậy tần hoan liền hành lễ thỉnh an hầu gia thỉnh an thế tử nói xong lại nhìn qua thái trưởng công chúa thì thầm điện hạ tần hoan xin được cáo lui trước thái trưởng công chúa cười vui vẻ được, con đi đi, đi sang bên cạnh mà dự lễ. Tần Hoan gật đầu, vội vàng men theo bên cạnh rời đi hướng về bên trong quan khách. An Dương Hầu Nhạc Quỳnh cùng Thế Tử Nhạc Giá chỉ lưu chuyện này lại trong lòng chứ chưa lập tức hỏi đến, chỉ đỡ Thái Trưởng Công Chúa đi đến ngồi lên chủ vị. Trên lễ đường lụa đỏ nến vàng ngập tràn vui tươi, nội đường lại trải thảm đỏ thẳng tắp ra tận đến cửa phủ ngồi ở chủ vị đều có thể trực tiếp nhìn thấy bóng đêm mênh mông bên ngoài cửa phủ giờ trời đã tối đen như mực thế nhưng tân nương vẫn còn chưa đến sao lại có thể chậm chế lâu như vậy hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ có thể phái người đi ra ngoài xem xét không thái trưởng công chúa trong lòng bất an nên hỏi liên tiếp an dương hầu vội vàng an ủi mẫu thân yên tâm hẳn là không gặp chuyện không may đội đưa dâu chính là thân vệ của Tống Quốc Công Phủ, còn đã phái người đi xem rồi, người yên tâm đi. Thái trưởng công chúa sốt ruột, Giang Thị sốt ruột, chư vị quan khách cũng sốt ruột. Rất nhiều người đã đến đây từ tận sáng sớm mà phải đợi đến tận bây giờ. Chính vì phân lượng của buổi đại hôn này nên mới không muốn ra về, chứ nếu không từ sớm đã muốn rời đi rồi. Báo Bỗng nhiên một thân vệ cưỡi ngựa phi đến. Khởi bẩm hầu ra, ngoài thành nhìn thấy một đoàn người cầm đuốc thế tử phi đến rồi vừa nghe thấy lời này tất cả lễ đường rộ lên tiếng người huyên náo đến rồi tân nương tử cuối cùng cũng đến rồi tinh thần thái trưởng công chúa cũng vui vẻ hẳn lên phu phụ an dương hầu cũng phấn khởi thế tử nhạc giá còn vừa kích động vừa căng thẳng mà các vị quan khách xung quanh ai ai cũng hào hứng chen nhau đứng nhìn ra bên ngoài cửa phù rất nhanh sau đó con phố vốn đã tối đen như mực dưới màn đêm chợt có ánh lửa sáng lên ban đầu chỉ là một rồi lại biến thành mấy chục điểm sáng ngay sau đó tất cả tập hợp lại với nhau trùng trùng điệp điệp tạo thành một mảng sáng rực khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thán không thôi không hổ là đội ngũ đưa dâu từ kinh thành thành thế này quá lớn rồi ánh lửa đi đến càng ngày càng gần tiếng vo ngựa đều đặn cũng dần nghe được rõ ràng, càng lúc càng điếc tai. Đoàn người mang theo một khí thế đập núi phá sông rất áp bức người hướng về phía An Dương Hầu Phù. Các vị khách quan trong lòng run cầm cập, đội đưa dâu này không chỉ có thanh thế lớn mà lại còn có sát khí cuồn cuộn thế này, không giống như hoan hỷ đưa dước, ngược lại lại giống như thiên quân vạn mã đương đợi yêu với kẻ địch trên xa trường. Nhạc Quỳnh là người đầu tiên phát hiện không đúng, Ông đã lãnh binh nhiều năm nên đương nhiên cảm giác nhạy bén hơn người bình thường. Ông tiến lên một bước, chăm chú nhìn vào ánh lửa từ phía bên kia thành. Trong bóng đêm bao la, ánh lửa lập lòe giống như hai con rồng lửa điên cuồng lao đến đây. Chốc lát đoàn người ngựa đã đi đến cửa phủ, tất cả đều mặc chiến giáp đen phát ra ánh sáng lạnh lẽo cùng với huyết khí sục sôi. Lấy tư thế vương giả không ai bì nổi xâm nhập vào mắt mọi người, bọn họ như một đoàn ma quỷ ở ngoài cửa phủ, cất tiếng, uy, vang rền ghim cương ngựa lại rồi sau đó nhanh chóng phân nhau đứng thành hàng lặng lẽ hai bên cửa hầu phủ. Vành mắt nhạc quỳnh cực lực run rẩy, tất cả quan khách cũng kinh hãi trợn tròn mắt. Không phải đội đưa dâu đến, mà là... Tiếng động rung chuyển núi non đã ngừng hẳn, chỉ còn lại một tiếng bước chân không nhanh không chậm. Cuối con phố dài, một con chiên mã toàn thân đen tuyền nhẹ nhẹ bước đến. Trong ánh lửa hừng hực, nam nhân trên lưng ngựa tay cầm trường thương đẹp rực rỡ như hoa u đàm trong bóng đêm, giọng nói mang theo khí phách tự cao tự đại coi thường tất cả. Phụ ngự lệnh của Thánh Thượng đến chúc mừng, Yến Trì đến muộn rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn